Em tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam Minh kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng. Em sống tình cảm, em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồ thì em không ăn. Thôi, cá hồ mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Đâu cá hồi mừng quá. Không ăn thì ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng thì hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Không? Nửa quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu đúng. Thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nổi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Không ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em, có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn nói thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao, mình có mấy mối tình rồi em? Dạ từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, không, không. Nói trời vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp đối tượng. Hồi đó tự đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Dạ nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bề ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến, rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không có nhân nào, không được. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá, mình có thấy trời ơi đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn... Không. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc lắc vậy? Nguyên con. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết rồi. Rồi, em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em biết hung. Lúc thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sống liên quan chết là bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Sao xuyến rồi. Bây giờ em ngồi đây, anh kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Là... Không phải, em chưa hung chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó. Xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi phim tình cảm, trong người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Rồi thôi, rồi xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ, hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn á.
Không, dễ thương là chuẩn men đó, được rồi. Vì ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Ngồi yên đừng có lúc lắc, ứng mèo mèo mèo. Người ta mắc cỡ cái tướng nít ta vậy mà sao? Khó làm trai tụi mày, có anh lo nè. Thôi đi về bển đi. Mèo mèo nữa. Bển đi. Khổ ghê. Khó ta làm rối tội nghiệp làm trai ta. Mình chị không ổn cái lúc lắc. Có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi, bây giờ anh hỏi thằng gái nè. Em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính. Vui, dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó. Hay quá. Cái gì cũng chưa hết. Dạ. Bạn nam nhé. Đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm dạ. Ràm đó hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Dạ không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À được, dạ. Được. Em không thích bạn nam kiểu nhộn nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À? Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Có. Thấy uống được chứ anh? Trời cái gì mà ta. Không muốn không uống lại được. Ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được thiệt dạ, tình dạ, tốt cũng được. Dạ không thiệt thà. Không, anh thiệt thà. Thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có dạ, khi nào anh tâm sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em, không nói nhỏ đó đẹp quá mày hay là có kia có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có dạ, đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện. Thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ. Rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của bé Thảo. Dạ, bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả. Bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn. Chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à. Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá. Nhá, cố gắng. Dạ. Đấy, vượt lên chính mình dạ. Nhá. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Dạ, thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường, 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là các bạn hết. Cho em đi học gì học kỳ quân đội chú hả? Nói chứ trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Dạ, cảm ơn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Không bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy à. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Dạ. Cảm giác em như thế nào, cảm giác anh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình.
cổ nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ. Em thích. Được rồi. Nào, hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi trò chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà cô đưa tay thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Linh kêu nắm tay thì... Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Mình lên đằng sông hả? Đừng xỉu nha cưng. Đừng có xỉu nha. Không phải thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nha chắc phải tôi đi theo quá.